và vòng lên phía nhà phía sau. Còn, tức là nó thành hai khối. Còn cái cung này là nó phát sinh phía sau. 20 tháng 7 là vâng. Là ở phía sau này. Nó là cảm giác hồi di chuyển, cảm giác hồi di chuyển thì nó hướng chính. Ở đây cổ có khả năng cũng là chiều sâu. 1 tháng 8 thì là bắt đầu là 1 tháng 7 là cái nó hình thành cái cung này.